Cựu giám đốc công ty dược phẩm GSK ở Trung Quốc bị truy tố tội hối lộ, tên tự Thượng Hải. Cảnh sát Trung Quốc đã chính thức truy tố cựu giám đốc của công ty dược phẩm GSK ở Trung Quốc và các đồng nghiệp khác với tội hối lộ sau 10 tháng điều tra, nói rằng công ty này đã hối lộ hàng tỷ nhân dân tệ cho các bác sĩ và bệnh viện. Ông Mark Reilly và hai giới chức điều hành, ông Zhang Gongwei và ông Zhao Hongyang cũng đã bị nghi ngờ hối lộ các quan chức trong Bộ Công nghiệp và Thương mại ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Đây là vụ án tham nhũng lớn nhất liên quan đến một công ty nước ngoài tại Trung Quốc kể từ sau vụ Rio Tinto trong năm 2009, với kết quả là 4 giám đốc điều hành của công ty này, bao gồm một người Úc, đã bị án tù giam từ 7 đến 14 năm. Ông Zhao Hongyang đã khai là ông Reilly đã phê duyệt các khoản chi phí cho việc xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chính phủ có liên quan. Các quan chức chính phủ đã không đưa ra chi tiết cụ thể về số tiền hối lộ cũng như về số lợi nhuận mà công ty đã thu về từ hành vi bất hợp pháp này. Trước đó, họ chỉ cáo buộc công ty GSK Trung Quốc đã chuyển lên đến 3 tỷ nhân dân tệ cho các đại lý du lịch để tạo điều kiện hối lộ cho các bác sĩ và các quan chức. Ông Zhao khai rằng phần lớn số tiền thu được đi vào túi của các giới chức điều hành nước ngoài. Ông Reilly đã rời khỏi Trung Quốc một thời gian ngắn sau khi vụ bê bối nổi lên vào tháng 7 năm ngoái, nhưng đã tự nguyện quay trở lại để hợp tác với cảnh sát. Một phát ngôn viên của Lãnh sự quán Anh Quốc tại Thượng Hải cho biết các giới chức đã liên lạc thường xuyên với ông ta và lãnh sự đã cung cấp sự hỗ trợ. Phát ngôn viên từ chối bình luận về nơi ở hiện nay của ông Reilly. Các quan chức Trung Quốc hôm nay đã không đề cập đến biện pháp trừng phạt chống lại công ty GSK. Hối lộ giữa các nhân viên bán hàng và các bác sĩ xảy ra đầy rẫy trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và cộng đồng kinh doanh hiện đang chờ xem liệu GSK chỉ là một trường hợp đơn độc để phô trương hay đây là công ty đầu tiên có một chiến dịch rộng lớn hơn để làm sạch ngành y tế Trung Quốc.